Hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Khi. Lâu quá rồi không gặp mọi người. Sorry các bạn, bởi vì là mấy ngày nay làm Khi cũng bận. Với lại là vừa mới qua sinh nhật của Khi. Vừa rồi mấy ngày vừa rồi Khi cũng ăn tập trung cho bản thân mình một chút, ăn sinh nhật rồi tụ tập bạn bè, gia đình. Cho nên là không có thời gian làm video cho mọi người. Thì hôm nay là Khi đã quay trở lại với mọi người rồi đây. Sẵn là ngày hôm nay thì Ki cũng vừa mới mua một à không vừa mới được tặng một bộ bài mới nhân sinh nhật của mình, nhưng mà bộ bài đó thì Ki sẽ chưa có sử dụng trong cái video này, mà Ki sẽ sử dụng trong cái chủ đề rất là đặc biệt mà hẹn mọi người là sau khi dự đoán tình yêu cho bốn cung xong thì Ki sẽ làm. Thì ngày hôm nay thì Ki sẽ làm câu chuyện tình yêu tháng 9 của các bạn cung đất Kim Ngưu Ma Kết Xử Nữ. Bởi vì là các bạn cung đất là các bạn có lượt view nhiều nhất trong cái câu chuyện tình yêu tháng, cái clip tình yêu tháng 8 của cung đất. Thì cung đất là nhiều nhất cho nên là Ki sẽ làm cung đất trước, và Ki sẽ làm lần lượt theo thứ tự lượt view của các cung ha. Thì bây giờ Ki sẽ bắt đầu với Kim Ngưu ha. Chúng ta sẽ xem là câu chuyện tình yêu tháng 9 của Kim Ngưu sẽ có điều gì. Đây sẽ là dành cho các bạn có cung mặt trời, mặt trăng, điểm mọc sao Kim, cung nhà thứ bảy thuộc Kim Ngưu. Thì mọi người có thể, nếu như mọi người chưa thì mọi người có thể tạo một cái bản đồ sao cho mình để xem các vị trí mặt trời, mặt trăng, điểm mọc sao Kim của cũng như là cung nhà thứ bảy của các bạn thuộc cung nào, để chúng ta có thể nghe đầy đủ thông điệp ha. Và nhớ là đây là trải bài chung cho nên là mọi người đón nhận thông điệp một cách cởi mở. Câu chuyện tình yêu tháng 9 của Kim Ngưu. Khi sẽ rút hết bài rồi thì Ki mới bắt đầu giải bài ha. Cho nên là mọi người có thể là tua qua cái đoạn đến cái đoạn mà Ki giải bài cũng được. Kết nối với các bạn Kim Ngưu, mặt trời, mặt trăng, điểm mọc sao Kim, cung nhà thứ bảy thuộc Kim Ngưu, tình yêu tháng 9 của các bạn, cung mặt trời, mặt trăng, điểm mọc sao Kim, cung nhà thứ bảy thuộc Kim Ngưu. Ok, và chị sẽ dở lên trước ha. Chúng ta có Free Yourself, Chemistry, Codependency, Seven of Cups, King of Swords, Page of Swords, Knight of Swords, The Hangman, Five of Cups. Với các bạn chọn tụ bài này, sorry, với Kim Ngưu thì Ki thấy là trong tháng 9 đó, tháng 9 sẽ là một cái tháng mà nó liên quan đến cái việc đó là các bạn bị một cái người nào đó, bị một ai đó họ nói lên một cái điều gì đó khiến cho bạn cảm thấy mình bị tổn thương, mình bị lo lắng rất là nhiều. Có thể đó là một cái lời kết thúc một cái mối quan hệ, có thể đó là một cái điều mà họ nói ra, những cái suy nghĩ của họ, và họ làm cho bạn giống như là bạn có rất là nhiều những cái suy tính, những cái tức là có thể là bạn crush một ai đó ha, rồi bạn cảm thấy rằng là bạn rất là có nhiều những cái mơ mộng về người này, và bạn mong muốn rằng là cái mối quan hệ này nó có cái sự tiến triển lên. Nhưng mà cái tháng 9 này bạn sẽ có cái khi mà cái người này nói ra những cái điều này á, họ sẽ làm cho bạn thứ nhất là cảm thấy bị hụt hẫng, thứ hai đó có thể là một cái lời chấm dứt một cái mối quan hệ, tức là có thể nếu như mà các bạn đang có đôi có cặp thì có lẽ là một ai đó họ sẽ đề nghị rằng là dừng lại cái mối quan hệ này. Nhưng mà cái cách đề nghị của họ nó hơi vội vã, và nó mang đến một cái cảm giác cho bạn, đó chính là một cái cảm giác hụt hẫng, và bạn cảm thấy rằng là mình khó có thể nào mà
chấp nhận được cái điều này. Và bản thân các bạn Kim Ngưu ở đây khi thấy được đó là có cái sự phụ thuộc trong một cái mối quan hệ, tức là một vài bạn Kim Ngưu các bạn bị phụ thuộc vào các mối quan hệ rất nhiều, như là phụ thuộc vào cái đối tượng mà các bạn đang tương tác rất là nhiều. Một có thể là bạn cảm thấy là giữa bạn và họ có chemistry rất là nhiều với nhau, có rất là nhiều những cái phản ứng với nhau, và bạn cảm thấy bạn cực kỳ là bị thu hút bởi cái người này. Nhưng bởi chính cái điều đó mà các bạn có cái sự phụ thuộc vào cái mối quan hệ này, thì cái tháng bạn cần phải giải phóng mình ra khỏi những cái điều này. Hoặc nếu như đây chính là những cái điều nó đã xảy ra trong quá khứ rồi, thì đây vẫn sẽ là cái tháng mà bạn cần phải dẹp bỏ những cái điều nó đang tồn tại trong quá khứ của mình, để bạn có thể giải phóng mình ra khỏi cái sự phụ thuộc vào một cái mối quan hệ nào đó, và bạn có thể hoàn toàn bước đi độc lập trên cái con đường mình chọn. Và ở đây có Five of Cups, rất có thể là các bạn sẽ, nếu như mà một vài bạn thì có sẽ gặp những cái vấn đề trong cái chuyện trình tình tình cảm của mình, là các bạn bị kết thúc một cái mối quan hệ, hoặc là nếu như các bạn đã kết thúc rồi thì hiện tại các bạn vẫn đang nhìn về những cái đổ vỡ của những cái mối quan hệ đó, và các bạn ở trong một cái tâm lý là các bạn bị nuối tiếc, bị hối hận, hay là bị cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy rằng là mọi thứ nó đã dừng lại ở đây rồi. Ok, kia sẽ rút thêm một la vài lá nữa cho các bạn Kim Ngưu ha. Câu chuyện tình yêu tháng 9 của các bạn Kim Ngưu. Các bạn có Six. Các bạn có Thought Chakra và Empress. Đây chính là khoảng thời điểm mà các bạn còn phải kết thúc cái chương cũ đi, để các bạn có thể hoàn toàn mở ra một cái chương mới. Với khi thấy thì một vài bạn đã kết thúc rồi, còn một vài bạn nếu chưa kết thúc thì các bạn sẽ phải kết thúc cái mối quan hệ đó trong cái tháng này, hoặc là nếu như mà các bạn vẫn phải kết thúc cái sự tương tác với một cái nhân vật nào đó trong cái tháng này. Và có những cái thứ nó đang hiện tại ở trong bạn, bạn không nói ra được. Ở cái project ra là luân xa ở ngay cổ họng. Có những cái điều các bạn chưa nó không thể nói ra được, các bạn đang cần phải đi tìm lên cái tiếng nói của mình để các bạn nói ra những cái điều đó, để giải phóng cái điều đó và kết thúc cái chương cũ và mở ra cho mình một cái chương mới. Ok, đó là thông điệp mà Ki có cho Kim Ngưu ha. Bây giờ Ki sẽ đến với các bạn market. Market tình yêu tháng 9 của market. Cho các bạn có cung mặt trời mặt trăng điểm mọc sao kim cũng nhà thứ bảy thuộc market. Câu chuyện tình yêu tháng 9 của market thì khi sẽ rút bài hết rồi, khi mới no mới trải bài, cho nên là mọi người có thể tua đến cái đoạn mà khi giải bài. Như tháng 9 của market với các bạn có cung mặt trời mặt trăng điểm mộc sao kim của nhà thứ bảy một market. Các bạn có Let's Love Yourself First, các bạn có Finance Career và Let Your Friend Help You, Five of Shore, Knight of Cup, Ace of Swords, Ace of Wands. Wow, rất là nhiều cái lá của sự khởi đầu ở đây. The Lovers và Queen of Wands. Rất là nhiều lá của sự khởi đầu ở đây, và có hai lá của sự khởi đầu và có lá The Lover nữa. Thì rất có thể là các bạn sẽ gặp được một cái người nào đó trong tháng này ha. Có thể một cái người nào đó họ sẽ tỏ tình với bạn trong tháng này, họ sẽ bày tỏ cái tình cảm với bạn trong tháng này. Mà nhiều khi là từ một vài bạn đó là từ cái mối quan hệ này, nó có thể là từ một cái mối quan hệ bạn bè đi lên.
Tức là trước đây các bạn quan tâm với nhau và các bạn tương tác với nhau dưới hình thức là bạn bè, và bây giờ là các bạn tiến cái tình cảm nó nhiều hơn một chút, có cái sự tiến lên ở đây, và có những cái tương tác lãng mạn ở đây trong tháng này. Mà khi thấy khi vẫn cảm thấy là cái khoảng thời gian này nó đang là cái khoảng thời gian mà bạn chữa lành cho bản thân mình, bạn học cái bài học về tình yêu thương với chính bản thân của mình, và bạn đang học cách buông bỏ quá khứ, và cái điều đó nó cũng đang 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 giúp bạn rất là nhiều. Tức là khi bạn tương tác với những cái người mới thì bạn không còn mang những cái niềm tin cũ, những cái suy nghĩ cũ của mình để áp đặt lên cái người mới mà các bạn tương tác nữa, mà các bạn nhìn mọi thứ ở một cái cách nó tươi mới hơn, và các bạn đón nhận mọi thứ nó cũng một cái ánh nhìn nó có cái sự thiện cảm hơn, có cái sự bao dung nhiều hơn, mà các bạn không sử dụng cái sự ích kỷ của chính bản thân mình để các bạn tương tác với những người khác nữa. Và bản thân Kỳ thấy là tháng này đối với các bạn thì nó không có quá gì, nó không có gì quá nhiều nó xảy ra, nhưng mà một cái điều là cần lưu ý với các bạn thôi, đó chính là có thể là một ai đó họ vì cái bản thân của họ, họ vì cái lợi ích bản thân của họ, có thể đó là có cái sự ích kỷ nào đó mà họ sẽ gây ra một chút cái rắc rối cho cái tháng này. Nhưng mà còn nhìn chung thì khi vẫn cảm thấy là câu chuyện tình yêu tháng 9 của các bạn thì có thể nó vẫn khá là tốt. Và đối đó là đối với các bạn độc thân, nhưng mà nếu như mà có đối tượng á, có đối tượng thì khi vẫn cảm thấy là sao ta, có đối tượng thì khi vẫn cảm thấy là cái mối quan hệ này nó sẽ có được một cái tiến triển mới, hay là có một cái sự khởi đầu tốt hơn nữa cho cái mối quan hệ này, các bạn có thể là tiến đến một cái cam kết cao hơn cho cái tương tác của mình. Ok ha, bây giờ thì chị sẽ rút thêm cho market. Cái video hôm nay thì có lẽ khá là nhanh khá là nhanh hơn bình thường với mọi người. Các bạn có stick the truth, stick the truth, confront or feeling alone. Một vài bạn đi nhanh thì các bạn sẽ gặp được một ai đó, còn một vài bạn thì tập trung trong tháng này, các bạn vẫn là cái việc đó là tập tập làm việc với bản thân của mình. Một vài bạn vẫn đang ở trong cái giai đoạn tức là các bạn cần phải vén cái bức màn của chính bản thân các bạn ra để các bạn đi tìm cái ánh sáng của mình. Ở đây vẫn còn một vài bạn đang cảm thấy cô đơn, đang cảm thấy lạc lõng, đang cảm thấy là mình cần một mối quan hệ, và một vài bạn vẫn đang trong cái việc là làm việc với bóng tối của chính mình, đang soi gương lại tất cả những cái vấn đề của mình, đang nhìn nhận lại tất cả mọi thứ là vì sao diễn ra như thế, vì sao mọi thứ nó lại tìm như thế. Nhưng mà mục đích chung của tất dù các bạn ở cái trường hợp nào đi chăng nữa thì vẫn là các bạn đi tìm đến cái sự thật của chính cái câu chuyện của bản thân mình là gì, đi tìm xem rằng là bạn đang thực sự cần gì và tình yêu thương thật sự nó đang nằm ở đâu. Cái đó vẫn là trọng tâm của các bạn trong tháng này. Đối với các bạn mà chúng ta có cái hành trình nó chậm hơn thì cái đó là cái thông điệp mà Ki có được cho các bạn chọn tụ có được cho market. Và bây giờ Ki sẽ đến với các bạn sử nữ ha. Sử nữ, câu chuyện tình yêu tháng 9 của sử nữ cho các bạn kết nối với các bạn có cung mặt trời mặt trăng điểm mọc sao kim cung nhà thứ bảy. Một sử nữ kết nối với các bạn có cung mặt trời mặt trăng điểm mọc sao kim cung nhà thứ bảy sử nữ, tình yêu tháng 9 của các bạn, tình yêu tháng 9 của các bạn, tình yêu tháng 9, tình yêu tháng 9 của các bạn có cung mặt trời mặt trăng điểm mọc sao kim cung nhà thứ bảy thuộc sử nữ. Tình yêu tháng 9 của các bạn sẽ nổi. Các bạn có cung mặt trời mặt trăng điểm mọc sao kim cung nhà thứ bảy hoặc sẽ nổi.
You deserve love. Worth waiting for và Express Your Love. Queens of Cup, The Sun, Ten of Swords, Wheel of Fortune, The World và Six of Pentacles. Hey, tụ này với tụ này thì Ki cảm thấy được là một cái điều gì đó sẽ có một cái vấn đề gì đó, tức là có một cái điều gì đó nó đến cho cái câu chuyện tình cảm của các bạn trong tháng 9 này, nhưng mà cũng có thể là nó sẽ chưa đến trong tháng 9 mà nó sẽ lan sang tháng khác nữa, bởi vì là có một cái gì đó nó gọi là một cái bí mật. Có một cái bí mật gì đó mà vũ trụ muốn các bạn chờ đợi. Nó một cái sự kiện, một cái worth waiting for, một cái điều kỳ diệu gì đó nó sẽ xảy ra trong cái câu chuyện tình cảm của các bạn. Và ở đây có lá Express Your Love. Có thể là một ai đó họ sẽ đến để mà bày tỏ cái tình cảm với bạn. Ở đây Ki cảm thấy được rằng là với các bạn sự nữ á, khi mà ra cái lá Queen of Cup á, thì Ki cảm thấy được là các bạn vẫn còn tình cảm với một ai đó rất là nhiều. Có thể người đó là một cái người cũ hay là như thế nào đó, nhưng mà vẫn cảm giác là các bạn có tình cảm với một ai đó khá là nhiều. Và bạn cũng đã từng rất là tổn thương. Bạn đã từng rất là tổn thương, bạn đã bị ai đó đâm đâm rất là nhiều thanh kiếm vào back các bạn. Và chính vì cái tổn thương đó, chính vì cái mà các bạn đang gặp phải đó, những cái sự khó khăn đó nó đã mang đến cho các bạn một cái bước chuyển mình. Nó đã mang đến cho các bạn, tức là nó là một cái sự sắp đặt. Vũ trụ mang đến cho các bạn cái sự tổn thương đó, vũ trụ khiến cái người đó phải gây tổn thương cho bạn, khiến cho bạn phải gặp cái điều đó để các bạn có thể đóng lại cái chương cũ của mình và các bạn có thể sang trang. Các bạn mở ra một cái con đường mới nó tốt hơn. Và khi thấy là nếu như mà một cái việc gì đó của các bạn á, nó sẽ được hoàn thành trong tháng này, một cái điều gì đó nó sẽ diễn ra, nó sẽ là một cái giống như là một cái kết thúc viên mãn cho cái chương cũ của các bạn hoàn toàn đóng lại cái chương cũ của mình để các bạn có thể mở ra một cái con đường mới. Ở đây có The Sun. The Sun cũng là đá đại diện cho việc là chúng ta có những cái khởi đầu mới, nó nhiều niềm vui, nhiều niềm hy vọng. Và có Six of Pentacles. Có thể là các bạn sẽ phải đưa ra một cái đánh giá, một cái sự lựa chọn hay là một cái suy xét gì đó cho cái đời sống tình cảm của mình trong tháng này. Thì đối với sự nữ ở đây thì thông tin kia có không có nhiều. Chủ yếu nó đang nói về việc đó là một cái chương cũ của các bạn đã kết thúc rồi. Những cái gì mà các bạn đã chịu đựng á, nó đã đến cái lúc mà nó đã kết thúc rồi. Và các bạn hãy 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 tin rằng là bạn xứng đáng có được một cái tình yêu thương thật sự. Các bạn xứng đáng có được tình yêu, các bạn là cái người đáng để được yêu và các bạn sẽ gặp được một cái người yêu các bạn. Một cái điều gì đó mà vũ trụ sẽ mang đến cho các bạn, nhưng mà nó không qua hiện quá rõ ràng trong cái trải bài này ha. Thì sẽ rút thêm những cái lá cho sử nữ. Câu chuyện tình yêu tháng 9 của các bạn chọn tụi bài số à, của sử nữ. Hôm nay tôi bị sao á, các bạn có cùng mặt trời mặt trăng điểm mộc sao kim cung nhà thứ bảy thuộc sử nữ tình yêu tháng 9. Các bạn có flow, các bạn có well deserved reward, wow, rest and reconsider. Ok, tụ bài này là một cái tụ bài đầy hứa hẹn luôn, tức là các bạn hãy cứ xuôi dòng đi, các bạn cứ hãy xuôi dòng, các bạn cứ hãy nghe theo những cái lời chỉ dẫn của vũ trụ, các bạn cứ hãy tin vào cái con đường mình đang chọn, hãy xuôi dòng. Một cái phần thưởng xứng đáng, một cái phần thưởng xứng đáng cho cái sự nỗ lực của các bạn đó, nó đang đang được mang đến, nó sẽ được mang đến và có thể là nó được mang đến trong tháng 9 này luôn. Các bạn có đến 2 lần của lá số 9 à, và còn có số 10 ở đây nữa. Số 10 này, số 9, số 9 rất có thể là nó vẫn đã được mang đến trong tháng 9 này, cũng có thể là nó sẽ lan sang tháng 10.
nhưng mà một cái hành phần thưởng xứng đáng cho tất cả những cái nỗ lực của các bạn nó sẽ được mang đến. Và cái khoảng thời gian tháng 9 này là khoảng thời gian mà các bạn có thể các bạn đã làm việc với bản thân mình rất là nhiều, giống như là đây chính là khoảng thời gian các bạn chính thức các kết thúc cái chương cũ của mình, là khoảng thời gian mà các bạn dành cho cái việc đó là chúng ta dừng lại, chúng ta chậm lại một chút để chúng ta nhìn nhận lại cái con đường đã qua, chúng ta nhìn nhận lại cái sự cố gắng của bản thân mình và suốt cái thời gian qua bạn đã làm được gì và cái hành trình các bạn nó đã đi đến đâu rồi, để trước khi các bạn gặp được cái kết quả sau cùng là một cái phần thưởng xứng đáng cho cái hành trình của các bạn. Wow, tụi này là một cái tụi rất là đầy hứa hẹn cho tháng 9, tháng 10. Tháng sử nữ là một cái tụi bài đầy hứa hẹn cho tháng 9, tháng 10 của các bạn ha. Mọi thứ nó sẽ diễn ra, có thể là mọi thứ sẽ đang rất là tốt đi trong cái khoảng thời gian tương lai này. Và mọi thứ nó như mọi người đã thấy là vũ trụ không cho ở tụi này này thấy một cái điều gì rõ ràng hay là một cái dự đoán nào rõ ràng cả. Chỉ là đây giống như là một cái là cổ vũ tinh thần á. Cổ vũ tinh thần cho các bạn về các bạn vũ trụ, theo vũ trụ đang muốn các bạn khám phá mọi thứ và đang muốn xem cái sự phán đoán riêng của các bạn nó như thế nào. Ok, đó là tất cả thông điệp mà Ki có cho các bạn ngày hôm nay. Thì hẹn gặp lại mọi người và trả bài dự đoán cho các cung sau. Và Ki sẽ cố gắng làm trong 1-2 ngày nữa thì sẽ làm xong 4 cung ha. Thì hẹn gặp lại mọi người và trả bài lần sau. Bye bye, bây giờ Ki sẽ up video lên ngay cho mọi người.